Xin chào quý vị và các bạn. Nếu bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke trong gia đình của quý vị nghe không được khỏe, không được hay và thiếu tiếng loa bass, quý vị có thể bổ sung thêm một chiếc loa super bass giúp bộ âm thanh uy lực, khỏe khoắn, hát karaoke và nghe nhạc hay hơn. Nếu quý vị có nhu cầu tìm mua cho mình một chiếc loa super bass phù hợp với bộ âm thanh gia đình, xin mời hãy đến với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Điện thoại 0984 285 477. Tại đây, Hùng Huyền Đông Anh cung cấp rất nhiều các loại loa super bass, mức giá từ bình dân đến cao cấp. Trước mắt quý vị và các bạn là cục loa super bass của hãng Yamaha có model SVK515. SVK515 là một chiếc loa sub, là một series rất đẹp của hãng Yamaha. Nó được thiết kế bass ở dưới gầm, đánh úp đất. Hiện mức giá của chiếc loa sub Yamaha SVK515 là 9 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều model cao cấp hơn như SVK800. SVK800 có hai màu, một là màu vàng, hai là màu đen. SVK800 màu vàng đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 13 triệu. Ngoài ra, Hùng Huyền Đông Anh còn rất nhiều các model khác. Xin mời quý vị hãy đến Hùng Huyền Đông Anh để tận mắt thấy được những sản phẩm đang có tại đây. Hùng Huyền Đông Anh xin trân trọng kính mời.